Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Đồ Gỗ Nội Thất Hữu Huân. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một chiếc kệ rất là VIP, kệ hai ngăn kéo, một trong những mẫu kệ mà cực kỳ là nhiều khách hàng Nội Thất Hữu Huân hỏi thăm trong thời gian vừa qua. Thì cái chiếc kệ này có điểm gì đặc biệt, các bác cùng dành ra một ít phút để em giới thiệu ngay đây, ngay sau đây. Thì cái kệ này là được làm bằng 100% chất liệu gỗ hương đá và bên em làm rất là dày VIP. Phải nói là phải 4 người kê, 4 người khênh thì mới khênh được cái kệ này. Rất là nặng các bác ạ. Nó tính về gỗ, độ tốn của gỗ phải nói là siêu tốn luôn. Có thông số kỹ thuật như sau. Kệ này dài 2m37, dài 2m4 đấy ạ. Nhưng bên em làm số đỏ thì để cái số là 2m37. Chiều cao lên tới cái mặt kê tivi lên trên cùng ấy ạ. Đó là cao 81 phân và cái chiều sâu này này. Chiều sâu trên cái mặt này, trên cái mặt sử dụng này không là đã là sâu 47 rồi. Và ván các bác có thể nghe thấy tiếng em gõ rất là dày dặn chắc chắn. Các bác có thể nghe thấy tiếng gõ luôn. Ván này là bên em xẻ 1 phân rưỡi đủ, tức là bên em phải xẻ phân 8. Xẻ cưa là 1 phân 8 thì trà đi thì mới còn 1 phân rưỡi đủ các bác nhé. Còn 1 phân rưỡi đủ. Và cái ván này nó có giá trị hơn so với những cái hàng kệ khác là bởi vì cái tấm ván khổ nó rất là lớn, khổ cực kỳ là lớn và rất là dài, tốn gỗ là dài từ đầu bên này liền tấm sang cái đầu ván bên kia là liền cả một lá và dày tận 1 phân rưỡi. Thế nên mua cái tấm ván này không, giá gỗ nó đã khác rồi các bác ạ. Mua cái tấm ván to này giá gỗ nó đã đội lên rất là nhiều rồi, thành ra là giá thành của cái tấm ván dày và liền như này nó sẽ cao hơn và giá trị hơn rất là nhiều so với cái hàng mà hàng kệ loại khác. Thì em cứ nói chung chung là như thế cho các bác hiểu. Thì độ dày là dày 1 phân rưỡi, ván mắt liền tấm dày 1 phân rưỡi. Và cái khuôn này là bên em làm khuôn dày 6 phân. Các bác nhìn thấy đấy, vân veo này, rất là đẹp. Dày 6 phân, khuôn rất là dày dặn chắc chắn cho các bác tha hồ mà dùng. Cái ván hồi này bên em cũng làm dày tận 1 phân rưỡi, quá là dày dặn luôn. Và xoay huỳnh rất là sâu. Đấy, dày 1 phân rưỡi, rất là đẹp. Và cái phần khuôn bao xung quanh này bên em sẽ dày còn lại là dày đủ 5 phân nha các bác nhé. Dày 5 phân chắc chắn dày dặn cho các bác. Ngay cả từ cái tấm ô ok này ở giữa mà bên em cũng sẽ rất là dày đấy các bác. Rất là dày và chắc chắn. Tất cả cái ngăn kéo tổng cộng có 4 ngăn kéo, 2 ngăn kéo hai bên. Thì đối với ngăn kéo thì bên em làm ngăn kéo rất là chắc chắn và làm mộng chui nhé các bác nhé, mộng miếc rất là đầy đủ chắc chắn. Làm dây treo cho mọi người, dây treo này thì dùng vĩnh cửu không bao giờ lo hỏng, rất là bền chắc chắn, không phải là hàng dây bi thì về lâu về dài nó sẽ bị bong bi hoặc là bị hỏng bi, bị bong vít chẳng hạn thế. Nhưng mà đối với những cái hàng dây treo này thì dùng không bao giờ lo bị bong ra. Và mộng mạ thì bên em làm mộng mạ chắc chắn đầy đủ cho các mọi người này, mộng chui, mộng liền hẳn hoi, mộng liền. Và cái núm ngăn kéo cũng là bên em làm núm ngăn kéo rất là đẹp và chắc chắn cho các bác, vô cùng là giá trị. Cái kệ tivi này thì hiện đang có tại xưởng Đồ Gỗ Nội Thất Hữu Huân. Ai có nhu cầu đặt cái kệ tivi thì có thể liên hệ tới số hotline bên em để trên màn hình, hoặc là gọi điện đến số đó, hoặc là qua xưởng bên em để trực tiếp kiểm tra cũng như là nhìn ngắm cái kệ này trực tiếp. Cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.